Trẻ hóa da là dịch vụ luôn được đông đảo phái đẹp quan tâm khi đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali, 463 Kỳ Mã, Hà Nội. Tại đây có rất nhiều gói dịch vụ trẻ hóa da. Trước tiên phải kể đến công nghệ trẻ hóa da hàng đầu thế giới Thermas. Với những thiết kế ưu việt, tác động tới các sợi collagen từ bên trong da, giúp da căng mượt, làm đầy những vùng nhăn như khóe miệng, đôi mắt, giúp gương mặt của bạn trở nên trẻ trung, sáng mịn. Đây có thể coi là lựa chọn tuyệt vời nhất hiện nay cho những chị em muốn chống lại sự lão hóa da. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều công nghệ trẻ hóa da hiện đại, nhưng nổi bật hơn cả là công nghệ Thermas. Thermas tác động sâu đến phía dưới bề mặt da, kích thích tái tạo collagen mới, cải thiện cấu trúc của da và giảm tình trạng chảy xệ da. Người sử dụng công nghệ này sẽ thấy được sự cải thiện rõ rệt khi các vết nhăn và rãnh nhăn trên khuôn mặt được xóa mờ một cách hiệu quả. Chỉ sau một lần điều trị xóa nhăn với công nghệ Thermas, bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi của làn da. Da trở nên săn chắc, mịn màng và trắng sáng. Bạn sẽ cảm thấy da của mình không còn bị khô và nhăn nheo như trước. Không chỉ có tác dụng làm trẻ hóa da vùng mặt và mí mắt, công nghệ này còn có thể áp dụng cho nhiều vùng da khác nhau trên cơ thể. Là địa chỉ làm đẹp thân thiết của những người nổi tiếng, Thẩm mỹ quốc tế Bali, 463 Kim Mã, Hà Nội luôn đem tới sự hài lòng từ phong cách phục vụ cho tới không gian sang trọng tinh tế. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã tới và có những trải nghiệm tuyệt vời tại Thẩm mỹ quốc tế Bali. Và sau đây, cô siêu mẫu này sẽ chia sẻ những điều thú vị khi đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali. Hiện tại, công việc của Yến ngoài người mẫu ra, Yến còn tham gia tổ chức sự kiện. Và mỗi lần tổ chức sự kiện cũng như là đi diễn về thì Yến cảm thấy khá là lo lắng, bởi làn da của mình bắt đầu mệt mỏi và xuất hiện những dấu hiệu lão hóa sớm. Chính vì thế mà Yến đã tìm đến Thẩm mỹ quốc tế Bali để áp dụng công nghệ trẻ hóa da để mình có thể có một làn da căng mịn trở lại. Xin cảm ơn Thẩm mỹ quốc tế Bali rất nhiều. Thermas là tiến trình điều trị đầu tiên và duy nhất được chứng nhận bởi FDA Hoa Kỳ đối với việc điều trị không xâm lấn, mang lại cho bạn một gương mặt thon gọn, căng mịn đến bất ngờ. Các dấu hiệu lão hóa xuất hiện chủ yếu là do các sợi collagen bị trùng rão. Dựa trên đặc tính này, Thermas với thiết kế đầu sóng đặc chế, mang sóng RF tác động tới các sợi collagen từ sâu bên trong da, giúp da căng mượt, làm đầy những vùng nhăn như khóe miệng, đôi mắt, giúp gương mặt của bạn trở nên trẻ trung, sáng mịn. Những công nghệ làm đẹp hàng đầu trên thế giới được Thẩm mỹ quốc tế Bali lựa chọn và kết hợp một cách hoàn hảo, mang lại cho bạn một vẻ đẹp tự nhiên và rạng ngời. Do vậy, hãy tới với Thẩm mỹ quốc tế Bali để trải nghiệm điều đó ngay hôm nay.